Xin thưa quý vị, hôm nay chúng tôi ép mía đại lễ Phủ Phật ông Bà. Thì hai đồng đạo này đứng ép mía suốt 12 tiếng đồng hồ rồi đó. Không ăn không ngủ luôn, không nghỉ luôn. Uống nước mía sống không à. Ngày không khỏi ăn uống. Uống nước mía trực tiếp luôn nè quý vị ơi. Tôi lấy đồng này nè. Ngọt dữ dần luôn. Này mía của dùng miệt thứ nha, nó mới ngọt nha. Ngọt từ gốc tới ngọn luôn. Đây là đống mía rồi vậy. Mía đây đây đây. Còn những con gọn em mía đó. Một đống mía lớn thì sao luôn. Đống mía lớn thì sao luôn, còn đống luôn. Đây, còn đống mía. Đống mía luôn. Trà rửa xong mới qua giai đoạn là ép mía siêu sạch. Đây thì đang ở ép đây, đây là cái năm đang ép mía rồi vậy. Đây cái máy ép mía công nghệ, cái máy này có thể ép một lượt 4-5 cây mía luôn như vậy, 4-5 cây mía luôn. Trị giá cái máy này hiện nay khoảng chừng 30 triệu à. Mà hiện nay cơ sở của tôi có khoảng chừng 5 cái vậy. Mà làm không kịp lễ. Một ngày 4 tấn mía.